Hakonomem khoe vóc dáng nhuộn ngà trong áo dài truyền thống. Top 8 Miss Air, nam em lại khiến người hâm mộ siêu lòng bởi vẻ đẹp thuần khiết trong những chiếc áo dài truyền thống. Sau vai nữ chính trong bộ phim Đầu Tay Loto, Hakonomem trở thành gương mặt gây chú ý trong lĩnh vực phim ảnh. Cô cho biết đã nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng người đẹp vẫn chưa sẵn sàng với trải nghiệm mới. Thay vào đó, nam em tập trung cho hoạt động làm MC sự kiện và tham gia giám khảo các chương trình truyền hình. Tại cuộc thi Hoa hậu trái đất, ngoài thành tích lọt vào top 8, nam em còn chính thức vượt qua hơn 80 nhan sắc để đoạt giải ảnh hậu. Kết quả này làm hài lòng hàng nghìn fan hâm mộ khắp thế giới bởi ngoài sự cởi mở và phong thái trình diễn chuyên nghiệp, nam em còn sở hữu gương mặt xinh đẹp và ăn ảnh. Trong bộ ảnh thời trang vừa thực hiện, nam em chọn những bộ áo dài truyền thống với nhiều màu sắc thái khác nhau để làm nên bộ ảnh áo dài độc đáo. Trong loạt ảnh này, nam em đã diện những bộ áo dài có họa tiết độc đáo của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Cô tự tin khoe vóc dáng nhuộn ngà và gương mặt xinh đẹp hút mắt nhìn. Nam em cho biết cô cảm thấy rất hào hứng và diễn tốt khi khoác lên người những bộ áo dài truyền thống. Nó còn làm cô nhớ đến kỷ niệm những năm tháng diện áo dài trắng đi học, với áo dài đã mang đến cho cô hình ảnh đặc trưng nhất người phụ nữ Việt Nam. Cùng ngắm nhìn nam em trong bộ sưu tập áo dài truyền thống vô cùng xinh đẹp này nhé. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.